Hello mọi người, Nhung đang ở ruộng sâm và đây là ngày Nhung đi thăm những cái trái ginseng berry. Đây là những đứa con cưng của Nhung á. Hàng năm thì thường là tháng 7 Nhung sẽ đi qua hàng để mà thăm ruộng sâm, và cái mùa ngày hôm nay là ngày thu hoạch. Thì mọi người, đây là cái trái nhân sâm mà để làm ra hai cái sản phẩm chính bên công ty nhà Nhung nè. Mời mọi người theo dõi một số video sau đây nhé. Đây là trái của cây nhân sâm, thường là nó sẽ chỉ mọc ở trên cái cây sâm 4 tuổi. Và đây là hình dáng của một cái cây sâm 4 tuổi nó như thế này mọi người nhé. Sâm thì cái củ nó sẽ nằm ở dưới đây nè, chứ nó không có mọc ở trên đây. Thì khi mà người ta trồng thì phải được 4-5 tuổi nó mới leo lên và nó mới có trái. Ui, cái trái này không được đẹp lắm. Đây là những cái trái này à, thấy chưa? Trái này thiệt ra là nó cũng tùy cây á. Có cây nó ra cái trái rất là đẹp như cái cây này nè. Wow, beautiful không? Trong mỗi một cái gói ginseng berry của bên nhà Nhung á là chứa tới 6 cái chùm quả như thế này. Mình ép nước ra xong rồi mình thông qua nhiều cái bước gọi là tẩy trùng, tiệt trùng rồi mới chiết xuất, rồi mới làm được thành phẩm. Thì mọi người thấy một cái trái này nó rất là bé, không có nhiều nước đâu mọi người. Ở trong này nó có cái gì cho mọi người xem nha. Đó, nó chỉ có gì thôi. Thì thường là người ta thu hoạch để người ta lấy cái hộp này nè để trồng cho mùa vụ tiếp theo. Nhưng mà cái này thì nhà Nhung lấy cái vỏ này về xong rồi mình ép ra rồi mình trả lại cái hộp này cho nhà vườn để họ trồng tiếp mùa vụ tiếp theo. Hello, hello. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Nhung đang ở tại Hàn Quốc và sẽ gửi đến cho mọi người những cái hình ảnh chân thật nhất về nhà máy sản xuất ra sản phẩm nước uống Korean Ginseng Berry Drink của công ty Nanajin. Đặc biệt hơn nữa, ngày hôm nay là ngày sẽ sản xuất ra sản phẩm nước uống Collagen Drink của công ty Nanajin. Mọi người có thắc mắc là sản phẩm nước uống Collagen Drink Ginseng Berry có gì lạ và sản xuất ra như thế nào hay không? Bây giờ thì Nhung mời mọi người cùng theo chân thì Nhung vào trong nhà máy nhé. Và bây giờ thì mọi người sau khi đã đóng gói sản phẩm rồi á, thì đóng gói ở trong những cái gói đó thôi, nhưng mà bây giờ phải đóng hộp nữa thì phải qua một cái giai đoạn khác, tức là người ta sẽ làm sạch cái gói và người ta còn phải tiệt trùng, rồi người ta mới đi qua một cái khâu cuối cùng, đó chính là đóng hộp. Vâng, thưa quý vị, lần này thì Nhung đã được đích thân vào tận nhà máy để đón đứa con thân yêu của mình vừa mới ra đò ngay nhà máy luôn. Hy vọng rằng cái sản phẩm này sẽ đem đến một cái sự thay đổi toàn diện về sức khỏe cũng như sắc đẹp cho tất cả khách hàng của công ty Nanajin. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã luôn thương yêu ủng hộ Thùy Nhung Shop và các sản phẩm của công ty Nanajin. Mọi liên lạc, thắc mắc về sản phẩm hay đặt đơn hàng hãy gọi cho chúng tôi ở số điện thoại là 832-995-2111 hoặc vào trực tiếp website của công ty nanajin.com để đặt hàng mọi người nhé. Nanajin Ginseng Berry Drink bí mật cho chúng ta sống vui, sống khỏe, sống thọ và nhất là phải luôn tươi, luôn trẻ. Chúc cho mọi người có thật là nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và hy vọng là video này đã đem lại cho mọi người thêm nhiều thông tin bổ ích hơn về sản phẩm Ginseng Berry Drink cũng như các tư liệu về nhân sâm tại Hàn Quốc nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào video kỳ tới. Bye bye, xin chào. Đi đâu đi chăng nữa thì cũng không quên mang theo Nanajin Collagen Ginseng Berry Drink. Thank you.